Đôi khi trong quá trình sử dụng máy in bạn sẽ gặp phải một số trục trặc khiến việc in tài liệu trở nên khó khăn hơn. Một trong những lỗi thường gặp nhất đó là Mặc dù, máy tính đã được cài máy in và sử dụng tốt một thời gian. Nếu các bạn kiểm tra trong Control Panel tại David and Printer, ta sẽ thấy danh sách máy in được cài đặt. Song các máy in đã được cài đặt đều ẩn, mở đi. Trường hợp, khi in tài liệu tại thẻ Printer, ta sổ xuống để lựa chọn danh sách máy in để in thì máy tính báo No Printer Installed tức là không có máy in nào được cài đặt trong danh sách. Hoặc khi in, máy tính không nhận máy in, báo với dòng chữ Windows cannot connector theo printer xuất hiện. Việc này khiến công việc gặp nhiều khó khăn. Hiểu được điều đó, video này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi máy tính không nhận máy in đơn giản nhất. Bạn hãy xem hết video này. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện để bạn có thể xem và làm một cách dễ dàng, thành công. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube học sửa chữa máy tính trực tuyến. Đây là nơi bạn sẽ nhận được những bài học chất lượng cao về những vấn đề sửa chữa máy tính, sửa chữa máy in văn phòng, sửa chữa lắp đặt camera, kiến thức tin học văn phòng, tin học thiếu nhi phát triển tư duy. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ 30 phút các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận được những bài học sớm nhất. Nguyên nhân chính khiến máy tính không nhận máy in có thể là do phần mềm. Chính vì thế, để máy tính có thể hoạt động in bình thường thì bạn nên thực hiện cách khắc phục theo các bước dưới đây. Cách 1: Khởi động lại service print spooler. Bước 1: Bạn nhấn giữ phím Windows và nhấn phím R để mở cửa sổ lệnh, run. Bước 2: Bạn nhập cụm service msc vào mục open. Sau đó nhấn enter hoặc chọn ok. Bạn có thể copy cụm từ này được nốt tại cuối video này. Bước 3. Trong mục đêm, tìm và click đúp chuột vào mục có tên Prince Puller. Bước 4. Cửa sổ mới hiện lên. Bạn tìm mục Service Status trong General rồi click chọn Stop để ngừng Service Prince Puller. Bước 5. Sau đó khởi động lại Service Prince Puller bằng cách nhấp vào nút Start ngay bên cạnh nút Stop lúc nãy. Bước 6. Sau khi hoàn tất các bước trên, hãy nhấp OK và kiểm tra lại kết nối với máy in của bạn. Cách 2. Gỡ bỏ cài đặt driver của máy in. 1. Gỡ driver của máy in. Bước 1. Mở menu Start, nhập vào Control Panel rồi click vào Open kết quả tương ứng vừa hiện ra. Bước 2. Click vào mục Davis and Printers. Bước 3. Click chuột phải vào máy in mà bạn không còn muốn dùng rồi chọn Remote Davis. Bước 4. Các bạn kiểm tra lại driver máy in xem đã gỡ hoàn toàn chưa bằng cách. Mở menu Start, nhập vào Control Panel rồi click và open như bước trên. Bạn click vào mục Program and Features, bạn kiểm tra lại driver máy in xem đã gỡ hoàn toàn chưa. Nếu driver máy in vẫn còn, bạn chọn tên máy in cần xóa gỏ driver máy in và chọn Uninstall. 2. Cài lại driver của máy in. Truy cập trang chủ nhà sản xuất để tải và cài đặt phiên bản driver máy in mới nhất cho máy in của bạn. Ví dụ máy in của bạn là máy in Canon LBP 2900. Bước 1 kết nối máy in Canon LBP2900 với máy tính. Bạn khởi động máy in và kết nối với máy tính thông qua cáp USB. Bước 2. Kiểm tra thông tin hệ điều hành máy tính. Nhấn chuột phải vào Zip PC, chọn Properties. Bạn kiểm tra hệ điều hành tại dòng thông tin System Type để xem hệ điều hành của mình là loại 32-bit hay 64-bit. Trong trường hợp này, máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10, bản 64-bit. Bước 3. Tải về bộ driver máy in. Tiếp đó tải về bộ driver tương ứng. Link tải driver bạn có thể lựa chọn tải về bộ driver theo điều hành của bạn trực tiếp tại link được mô tả cuối video này. Sau khi tải xong và giải nén, bạn sẽ mở thư mục Canon 2900 Win 64 bit hoặc 32 bit, click đút chuột vào file setup.exe -se để bắt đầu quá trình cài đặt. Khởi động quá trình cài đặt, các bạn chỉ việc ấn nút để phần mềm tự động cài đặt. Chọn vào Yes để đồng ý các điều khoản sử dụng của nhà sản xuất. Cửa sổ CAPT printer driver như ở trên. Dòng thứ hai là Instant with USB connection đã được chọn. Bạn click tiếp vào Next để tiếp tục. Lúc này một cửa sổ cảnh báo hiện lên cảnh báo bạn sẽ không thể dừng lại khi tiến hành cài đặt, bạn click chọn tiếp vào Yes để tiếp tục. Ở tiến trình tiếp theo, bạn phải chắc chắn là dây USB từ máy in đã được kết nối với máy tính. Lúc này quá trình cài đặt vẫn đang tiếp diễn. Bạn có thể phải tắt máy in đi rồi lại để máy in được kết nối với máy tính. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, các bạn bỏ tích chọn Restart My Computer Now và click Exit để máy tính của bạn tiếp tục làm việc mà không cần khởi động lại. Vậy là quá trình cài đặt máy in Canon 2900 đã hoàn tất. Bây giờ các bạn mở file văn bản cần in chọn thao tác Print, mục đêm chọn Canon LBP 2900 và tiến hành in như bình thường. Chúc các bạn thành công! Bạn hãy like, share video này nếu thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho nhiều người. Đồng thời bạn hãy nhớ đăng ký kênh của tôi và nhấp vào nút có biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo mới nhất khi tôi xuất bản video mới. Để học thử miễn phí khóa học sửa chữa máy tính bạn hãy nhanh tay đăng ký theo số điện thoại hotline 0917 639 188. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.